Tác phẩm Harry Potter Tập 4 Chiếc cốc lửa Tác giả J.K. Rowling Người dịch Lý Lan Nhà xuất bản trẻ ấn hành Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Chương 18 Cân đũa phép Khi Harry thức dậy vào sáng Chủ nhật nó mất một lát mới nhớ ra được tại sao nó lại cảm thấy khốn khổ và lo lắng như vậy. Thế rồi ký ức về đêm hôm trước diễn ra lại trong đầu Harry. Nó ngồi dậy, kéo tấm màn quanh cái giường bốn cọc của nó ra, định nói chuyện với Ron để buộc Ron phải tin nó. Nhưng nó nhận thấy giường của Ron đã trống rồi, hẳn là Ron đã đi xuống lầu ăn điểm tâm. Harry mặc quần áo rồi leo xuống cái cầu thang xoắn treo leo để vào phòng sinh hoạt chung. Khi nó vừa xuất hiện, thì những người đã ăn xong bữa điểm tâm ào ra vỗ tay quang hô. Cái viễn cảnh đi xuống đại sảnh đường để gặp mặt đám học sinh còn lại của nhà Grinfindor để lại được cái đám đó đối xử như một bậc anh hùng gì đó khiến Harry trùng bước. Tuy nhiên, hoặc là nó phải đương đầu với chuyện đó, hoặc là nó phải ở lại phòng sinh hoạt chung để bị anh em nhà Gravy bao vây. Hai đứa này đang tha thiết khẩn khoản này xin Harry nhập bọn cùng tụi nó. Harry bèn dứt khoát đi thẳng tới cái lỗ chân dung, đẩy nó mở ra, treo ra ngoài và thấy mình đối diện với Harmony. Harmony đang cầm một cái khăn ăn gói một mớ bánh mì nướng. Cô bé giơ cái gói lên nói: "Chào, mình đem cái này lên cho Bồ nè, muốn đi dạo không?" Harry nói ngay với giọng biết ơn: "Đúng là ý kiến hay." Hai đứa đi xuống cầu thang, nhanh chóng băng qua tiền sảnh, không cần nhìn một cái vô đại sảnh đường rồi nghe sau đó sải bước băng qua bãi cỏ hướng về phía hồ, nơi chiếc tàu của trường Dumstrang đang bỏ neo. Cái bóng của con tàu phản chiếu đèn hù dưới mặt nước. Buổi sáng hôm đó trời lạnh, hai đứa vừa đi vừa nhai bánh mì nướng. Harry kể cho Harmony nghe chính xác điều gì đã xảy ra sau khi nó rời khỏi bàn ăn nhà Grinfindor vào đêm hôm trước. Nó hết sức nhẹ nhõm khi thấy Harmony chấp nhận câu chuyện nó kể mà không thắc mắc gì hết. Khi nói kể xong cái cảnh đã diễn ra trong căn phòng ngoài sảnh đường, Harmony nói Dĩ nhiên mình biết là bồ không tự đăng ký dự thi. Cứ nhìn vẻ mặt của bồ khi thầy Dumbledore sướng tên bồ lên là biết. Nhưng câu hỏi là ai đã ghi danh dùm bồ? Bởi Harry à, thầy Moody nói đúng đó. Mình không nghĩ là một học sinh nào lại có khả năng làm được điều đó. Chúng không đời nào lừa nổ chiếc cốc hay qua mặt được cụ Dumbledore. Harry chợt nhắc lời Harmony. Bồ có thấy Ron không? Harmony ngập ngừng. Ờ, à, có, nó ở trong phòng ăn điểm tâm. Ron có nghĩ là mình tự đăng ký thi đấu, đúng không? Harmony lúng túng. Ờ, à, không, mình không nghĩ vậy. Không hẳn. Không hẳn nghĩa là sao? Harmony nói một cách tuyệt vọng. Ôi Harry ơi, chẳng lẽ bồ không hiểu sao? Ron ganh tị ấy mà. Harry ngợp giật hỏi lại. Ganh tị hả? Ganh tị cái gì? Chẳng lẽ đó cũng muốn làm một thằng ngu trước toàn trường sao chứ? Harmony kiên nhẫn giải thích. Như vậy, Harry à, bồ là người luôn luôn thu hút mọi sự chú ý, bồ như biết điều này mà. Harry há hốc miệng một cách tức tối, Harmony vội nói tiếp ngay. Mình biết đó không phải là lỗi của bồ, mình biết bồ không đòi hỏi điều gì, nhưng mà... Ừ, bồ biết đó, ở nhà Ron đã có cả một đống anh trai để ganh đua rồi, bồ là người bạn thân nhất của nó, mà bồ thì lại quá ưu nổi tiếng. Nó cứ bị ra rìa mỗi khi người ta ngó thấy bồ, và nó ráng chịu đựng. Nó chẳng bao giờ nói ra, nhưng mà mình biết thêm vụ này nữa thì đúng là thêm một giọt nước làm tràn ly. Harry cay đắng nói, hay à, thiệt là hay. Bồ nói với nó dùm mình là mình sẵn sàng đổi vai với nó bất cứ khi nào nó muốn. Nói với nó dùm mình là nó cứ là mình thử coi. Mình đi bất cứ nơi đâu là người ta cứ trốn mắt trân tráo nhìn cái trán của mình. Harmony nói dứt khoát. Mình không nói với Ron cái gì hết. Bồ tự mà đi nói với nó đó là cách duy nhất để làm cho ra lẽ chuyện này. Mình sẽ không thèm chạy lăng quăng theo nó để tìm cách làm cho nó đừng trẻ con nữa. Harry la to đến nỗi mấy con cú đang đậu trên một cái cây gần đó phát quản mà bay dù lên. Có lẽ để đến khi nào mình gãy cổ hay... thì nó mới tin là mình đâu có vui thú chút nào với cái trò tranh giành đoạt gì ấy. Harmony lặng lẽ nói, Chuyện này không đùa được, chẳng phải chuyện đùa chút nào đâu, Harry à. Trông cô bé cực kỳ lo lắng. Harry, mình đang nghĩ. Bố có biết tụi mình sẽ phải làm gì không? Ngay bây giờ, ngay khi tụi mình trở lại tòa lâu đài nè. Biết, cho Ron một trận đa trò. Viết thư cho chú Sirius. Bố phải kể cho chú ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Chú ấy đã biểu bố phải viết thư cho chú ấy biết mọi chuyện xảy ra ở trường Hogwarts. Có vẻ như là chú ấy đã lường trước chuyện như vậy sẽ xảy ra. Mình có đem theo giấy da với biết lông ngỗng đây? Harry nhìn quanh quốc xem có ai nghe lắm chuyện của tụi nó không, nhưng sân trường hoàn toàn vắng vẻ. Nó nói, Thôi dẹp đi, chú ấy đã phải trở về nước chỉ vì vụ cái thẹo trinh tráng mình đau nhất rồi. Nếu mình kể cho chú ấy biết là có ai đó đã ghi danh cho mình tham dự cuộc thi đấu tam pháp thuật, dám chừng chú ấy sẽ xông thẳng vô tòa lâu đài. Harmony nghiêm nghị, Chú Sirius muốn bồ kể cho chú ấy hay, đằng nào chú ấy cũng sẽ biết được. Làm sao mà biết được? Harmony nói rất nghiêm. Harry à, chuyện này không thể giữ yên lặng được. Cuộc thi đấu này rất nổi tiếng, mà bồ cũng nổi tiếng. Tờ nhật báo tiên tri mà không đăng tin gì hết về cuộc tranh đua của bồ thì mới thiệt là chuyện khiến mình ngạc nhiên. Những cuốn sách viết về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đều dành ra một nửa để nói về bồ. Bồ biết mà, vì chú Sirius muốn nghe mọi chuyện do chính bồ kể. Mình biết chắc là chú ấy muốn như vậy. Harry quăng miếng bánh mì nướng cuối cùng của nó xuống mặt hồ nói. Thôi được, thôi được rồi, mình sẽ viết thư cho chúa Sirius. Cả hai đứa đứng nhìn mẫu bánh mì nướng nổi lệnh bình trên mặt hồ một lát trước khi một cái xúc tu to kềnh nhô khỏi mặt nước, đớp lấy mẫu bánh và lôi nó xuống dưới mặt nước. Sau đó hai đứa quay trở lại tòa lâu đài. Khi treo lên bậc thềm, Harry hỏi, Mình sẽ dùng con cú của ai để gửi thư cho chú Sirius đây? Chú ấy bảo mình đừng dùng con Hedwig nữa. Hỏi Ron xem bồ có thể mượn. Harry nói thẳng thừng, mình không thèm hỏi mượn ron cái gì hết Harmony nói Vậy thì mượn đỡ một con cú của trường vậy Ai cũng có thể xài cú trường mà Hai đứa đi lên trại cú Harmony đưa cho Harry một miếng giấy da Một bình mực và một cây viết lồng ngỗng Rồi đi rảo quanh những hàng dài Toàn nhánh cây gác cho cú đậu Ngắm nghe tất cả những con cú khác Trong khi Harry ngồi bệt xuống Dựa lưng vô tường mà viết Chú Sirius kính mến Chú bảo con viết thư cho chú Về những chuyện đang xảy ra ở trường Hogwarts nên con kể cho chú biết chuyện này. Con không biết chú có nghe nói không, nhưng mà cuộc thi đấu tam pháp thuật sẽ diễn ra ở trường con trong năm nay. Và tối hôm thứ bảy rồi, con đã bị chọn làm quán quân thứ tư. Con không biết ai đã bỏ tên con vô chiếc cốc lửa, bởi vì con không có đăng ký dự thi. Một quán quân khác nữa của trường Hogwarts là Cedric Diggory của nhà Hufflepuff. Harry ngừng viết ở chỗ này, ngẫm nghĩ, nó tha thiết muốn bộc bạch điều gì đó và sức nặng lớn lao của nỗi lo sợ đã đè nặng xuống ngực nó từ tối hôm qua. Nhưng nó không nghĩ ra được cách nào để chuyển tải được điều đó thành lời lẽ. Cho nên cuối cùng nó chỉ nhúng đầu viết vô bình mực và viết. Hy vọng chú khỏe mạnh và cả bớt biết nữa. Harry Nó đứng lên, phủi rơm bám trên áo nó, nói với Harmony. Xong rồi. Lúc này con Hedwig vỗ cánh bay xuống đậu lên vai Harry và chìa một chân của nó ra. Harry ngó quanh để tìm con cú của trường, nói với Hedwig. Tao không thể nhờ mày đưa bức thư này, tao phải xài cú trường. Hedwig rút lên một tiếng chói lói và bay dù đi, đột ngột đến nỗi móng vuốt của nó bấu lủng dài Harry. Nó quay lưng lại Harry và không thèm ngoảnh lại lấy một lần trong suốt thời gian Harry buộc lá thư vào chân một con cú trường bự chản. Khi con cú trường bay đi rồi, Harry đến gần để vội về con Hedwig nhưng nó chim chíp cái mỏ một cách giận dỗi rồi lao vút lên đầu trên một thanh xà ngang xa ngoài tầm tay của Harry. Harry cũng tức giận. Hết rôn rồi đến mày, mà đâu có phải là lỗi của mình đâu. Nếu Harry tưởng những vấn đề đó sẽ khá hơn một khi người ta đã quen với ý nghĩ nó là một quán quân, thì chỉ hôm sau là nó thấy ngay nó đã lầm như thế nào. Một khi quay trở về với lớp học thì nó không thể nào cứ tránh gặp mặt những học sinh khác trong trường được nữa, và rõ ràng là học sinh cả trường cũng như học sinh của nhà Gryffindor đều nghĩ là Harry đã tự mình ghi danh cho cuộc thi đấu. Tuy nhiên, không giống như học sinh nhà Gryffindor, học sinh các nhà khác không có vẻ khoái lắm. Bọn Hufflepuff vốn xưa nay vẫn thường hòa thuận với nhà Gryffindor, bây giờ lại trở mặt lạnh lùng với cả đám. Chỉ cần một buổi học chung môn dược thảo là đủ để biểu lộ thái độ. Rõ ràng là đám nhà Hufflepuff cảm thấy Harry đã cướp đoạt vinh quang của quán quân của họ cái cảm giác đó càng thêm trầm trọng. Có lẽ do một thực tế là nhà Hufflepuff ít khi nào có được vinh quang gì, và Sirius là một trong rất ít học sinh có thể đem lại cho học sinh nhà Hufflepuff một chút vinh quang gì đó. Anh là người đã từng đánh bại nhà Gryffindor một lần trong một trận Quidditch. Ernie Macmillan và Justin Finch Fletchley, hai đứa của nhà Hufflepuff, bình thường vẫn thân thiện với Harry, và mà trong suốt buổi học chung, tụi nó không hề nói với Harry tới một lời. Dù rằng tụi nó cùng làm chung báo cáo về cụ nảy tưng trên cùng một cái mâm, và mặc dù tụi nó cùng bật cười, hơi kém thoải mái một tí khi một cụ nảy tưng dặn dẹo thế nào đó mà vua khỏi tay Harry văng bột vô mặt nó. Ron cũng chẳng thèm nói chuyện với Harry. Harmony ngồi giữa hai đứa nó ra sức cười chuyện, nhưng dù tụi nó đều trả lời cô bé một cách bình thường đứa nào cũng cố tránh nhìn vào mắt đứa kia. Harry nghĩ ngay, cả giáo sư Sprout cũng dường như xa cách nó. Nhưng mà thôi, bà là giáo sư chủ nhiệm của nhà Hufflepuff mà. Harry những mong được gặp lại lão Harry trong hoàn cảnh thông thường mọi khi. Nhưng khốn nổi, đến lớp học chăm sóc sinh vật quyền bí thì lại gặp đám Slytherin học chung. Coi như đây là lần đầu Harry giáp mặt với đám đó kể từ khi nó trở thành quán quân y như rằng Manfoy đến căn tròi của lão Harry với cái mặt kinh kiệu, khinh khỉnh, quen thuộc của nó. Ngay khi Manfoy đi tới bìa tầm để tiếng nói của nó gian được tới tai Harry, nó bảo Grabber và Goy, Ê, coi kìa tụi bay, thằng quán quân kìa. Tụi bay muốn sách có chữ ký không? Đi xin chữ ký ngay bây giờ đi, bởi vì tàu e là nó sẽ không sống được bao lâu à nhen. Một nửa tụi quán quân tam pháp thuật từng chết ngoẻo. Ê, Potter, Mày nhắm mày sẽ sống được bao lâu hả? Tàu cá là chừng 10 phút sau khi cuộc thi bắt đầu. Grabber và Goy cười lên hô hố, giọng nịnh bợ, nhưng Manfoy phải tạm dừng ở đó, bởi vì lão Harris đã xuất hiện từ phía sau căn tròi của lão, đang cố giữ thăng bằng một đống thùng gỗ thưa cao như tháp, lắc lư, chịch choạng, mỗi thùng chứa một con quái tôm đuôi nổ. Cả lớp học kinh hoàng nghe lão Harris giải thích rằng cái lý do khiến cho mấy con quái tôm giết lẫn nhau là sự thừa mứa năng lượng bị dồn nén cho nên cách giải quyết vấn đề là mỗi một học sinh sẽ gắn một cái dây xích cổ vào một con quái tôm và dắt nó đi dạo một lát toàn bộ cái chương trình này chỉ có một điểm hay duy nhất là làm cho manfoy hoàn toàn chết khiếp manfoy trừng mắt ngó vô một trong mấy cái thùng gỗ thưa lặp lại với sự kinh tởm chắc cái đồ này đi dạo hả mà chính xác là buộc dây vô chỗ nào chứ cái nọc cái đuôi toè loe hay cái vòi hút lão harris giải thích buộc quanh khúc giữa Ờ, à, các trò có lẽ cần đeo găng tay da đồng sống chỉ để phòng xa thôi. Harry, con lại đây giúp ta trị cái con tò sắc này. Nhưng mà ý đồ thực sự của lão Harry là nói chuyện riêng với Harry, không cho cả lớp nghe. Đợi đến khi mọi người đã cột dây và dắt lũ quái tôm đi rồi, lão mới quay lại nói với Harry một cách rất ư nghiêm trọng. Vậy là con thi hả Harry? Cuộc thi đấu tam pháp thuật, quán quân của trường. Harry chữa lại chỉ là một trong những quán quân của trường thôi. Đôi mắt đen quyền ti tí, tí của lão Harris dưới cặp chân mày rậm rì tỏ ra lo lắng. Con không biết ai đã ghi danh cho con hả Harry? Harry cố gắng che giấu một cách khó khăn, lòng biết ơn trào dân khi nghe mấy lời đó của lão Harris. Vậy là bác tin con không làm chuyện đó phải không bác? Lão Harris cầu nhầu. Đương nhiên là bác tin. Con nói con không làm thì bác tin con không làm. Và cụ Dumbledore tin con, thế là đủ. Harry cay đắng nói: Ước chi còn biết ai đã làm chuyện đó. Cả hai bác cháu cùng nhìn ra ngoài sân cỏ. Lớp học bây giờ tản mạn trải rác, vài đứa học trò nào cũng đang khốn đốn tất tả với mấy con quái tôm. Lũ quái tôm bây giờ dài gần một thước và cực kỳ mạnh. Chúng không còn trạng thái không màu và không vỏ bọc nữa mà đã khoác lên một loại áo giáp dày sáng bóng màu xám nhạt trông chúng giống như một loài tạp lai giữa bò cạp khổng lồ và cua dài ngoẳng nhưng vẫn chưa thấy đầu và mắt chúng ở đâu cả lũ quái tôm đã trở nên khỏe mạnh vô cùng và chế ngự được chúng cũng vô cùng khó lão harris vui vẻ nói coi bộ chúng khoái chí dữ à harry đội chừng lão harris đang nói về lũ quái tôm bởi vì đám bạn cùng lớp của nó chắc chắn là chẳng có vẻ khoái tí nào thỉnh thoảng một tiếng nổ đùng dễ sợ vang lên Ấy là một trong mấy cái đuôi của lũ quái tôm phát nổ, khiến nó phóng giọt tới trước mấy thước, kéo theo ít nhất một người ngã sấp lê lết, dứt dạ gượng đứng lên. Bỗng nhiên lão Harry thở dài, quay lại nhìn Harry với vẻ lo lắng lộ rõ trên nét mặt. À, bác không biết Harry à, quán quân trường. Mọi chuyện xảy ra dường như đều nhắm vào con, phải không Harry? Harry không đáp. Ừ, mọi chuyện dường như đều xảy ra là vì nó, Điều đó cũng gần giống như điều Harmony đã nói khi hai đứa đi dạo quanh hồ. Và đó là lý do mà theo Harmony khiến Ron không thèm nói chuyện với nó nữa. Những ngày tiếp theo là những ngày tồi tệ nhất của Harry ở trường Hogwarts. Nó gần như gặp lại cảm giác tồi tệ nhất mà nó đã trải qua hồi năm thứ hai khi phần lớn học sinh trong trường nghi ngờ nó là thủ phạm đã tấn công những học sinh khác. Nhưng hồi đó Ron còn ở bên phe nó, nó nghĩ nếu mà nó có được Ron hậu thuẫn như một người bạn thì nó có thể đương đầu với thái độ thù nghịch của cả trường. Nhưng nếu như Ron không thích thì nó chẳng thèm tìm cách thuyết phục Ron nói chuyện với nó. Đằng nào thì nó cũng cô độc giữ toàn những ghét bỏ đổ xuống nó từ mọi phía. Harry có thể hiểu được thái độ của nhà Hufflepuff mặc dù nó chẳng thích chút nào nhưng tụi nó có quán quân của tụi nó để ủng hộ. Nó cũng chẳng trông mong gì bọn Slytherin bớt xúc phạm nó một cách ít hàng học hơn. Đối bia đám Slytherin thì từ hồi nào tới giờ Harry đã chẳng được ưa thích gì bởi vì Harry luôn giúp nhà Gryffindor đánh bại nhà Slytherin cả trong môn bóng Quidditch lẫn chức vô địch liên nhà. Nhưng Harry hy vọng là đám học sinh nhà Ravenclaw có thể nhiệt tình ủng hộ nó như ủng hộ Cedric. Tuy nhiên, nó lầm. Hầu hết đám Ravenclaw dường như nghĩ rằng nó đã quá háo danh, đã muốn cầu cho mình thêm một chút tiếng tâm bằng cách bịp cái cốc chấp nhận tên của nó. Lại có một sự thật là Cedric trông giống như một nhà quán quân hơn Harry rất nhiều. Với vẻ đẹp trai quá cỡ, mũi thẳng, tóc đen, mắt xám, thiệt là khó nói giữa Cedric và Victor Krum ai là người được ngưỡng mộ hơn trong những ngày này. Thực sự là Harry đã nhìn thấy chính những cô nàng năm thứ sáu từng háo hức xin chữ ký của Victor Krum giờ đây giày lấy Cedric vào một buổi ăn trưa để này nỉ anh ký tên lên cái cặp đi học của họ lại nhằm lúc không có âm hào gì của chú Sirius mà con Hedwig cứ lẩn tránh không chịu đến gần Harry. Giáo sư Trelawney lại càng tiên đoán với sự chắc chắn hơn bình thường về cái chết của Harry. Và trong lớp học của giáo sư Flickwick thì Harry thực hành bài bù triệu tập dở đến nỗi nó bị cho thêm bài tập về nhà làm. Nó là đứa duy nhất bị lãnh bài tập làm thêm, không kể Neville. Khi ra khỏi lớp học của giáo sư, Harmony cam đoàn với Harry một lần nữa Thực ra không đến nỗi khó như vậy đâu Harry. Suốt buổi học, Harmony đã làm cho các vật thể khắp phòng bay biểu dù đến bên cô bé. Như thể cô nàng là một loại nam châm kỳ bí, thu hút nào là đồ lâu bản, giỏ đựng rác và ống kính mặt trăng. Chẳng qua bồ không tập trung đúng mức đó thôi. Không biết tại sao lại như vậy. Harry nói bằng một giọng ủ ê khi Cedric Diggory đi ngang qua nó, được một đám đông con gái cười đùa nhí nhảnh về quanh, và cả đám đó ngó Harry như thể nó là một con quái tôm đuôi nổ bự tồ. Nhưng mà đâu có sao ha, trưa nay có hai tiết độc dược nữa. Hai tiết độc dược luôn luôn là việc hải hùng đối với Harry. Nhưng dạo này thì cái giờ học hải hùng đó không khi nào thiếu trò tra tấn. Bị nhốt trong một căn hầm trong một tiếng rưỡi đồng hồ với thầy Snap và đám học sinh nhà Slytherin mới là nỗi khốn khổ lớn nhất của Harry. Tất cả đám học sinh nhà Slytherin hình như đều nhất quyết chơi Harry sắc dáng luôn về cái tội dám trở thành quán quân của trường. Nó đã gồng mình qua được một ngày thứ sáu cũng đáng công. với Harmony ngồi bên cạnh thì thầm ngâm nga hoài cái điệp khúc. Kệ tụi nó, kệ tụi nó, kệ tụi nó, kệ tụi nó. Hôm nay cũng không có triển vọng gì khá hơn. Khi Harry và Harmony đến lớp học của thầy Snap dưới tầng hầm sau bữa ăn trưa, tụi nó nhận thấy đám nhà Slytherin đang đứng đợi bên ngoài lớp học đứa nào đứa nấy đeo một phù hiệu to tướng trước áo chùng của mình. Ban đầu Harry thoáng ngơ ngác, tưởng tụi nó đeo phù hiệu HVDCWLGT. Nhưng rồi Harry nhận thấy tất cả những phù hiệu đó đều có nội dung giống nhau. Những chữ đỏ phát sáng lên rực rỡ trong ánh sáng mờ mờ của hành lang dưới tầng hầm. Ủng hộ Cedric Diggory, quán quân thực sự của Hogwarts. Manfoy nói to khi thấy Harry xuất hiện. Quái mấy cái phù hiệu này không Potter mà không chỉ có vậy thôi đâu coi đây Manfoy ấn cái phù hiệu vô ngược nó dòng chữ trên phù hiệu liền biến mất và một dòng chữ mới hiện lên thay thế màu xanh lá cây Potter thúi quắc cả đám Slytherin rú lên cười mỗi đứa đều ấn vô phù hiệu của mình chẳng mấy chốc những chữ Potter thúi quắc sáng lên rực rỡ chung quanh Harry nó cảm thấy cổ và mặt nóng bừng lên ôi rất là khôi hài. Harmony mỉa mai nói với Pansy Parkinson và nguyên đám con gái nhà Slytherin đang cười to hết thảy. Thiệt là hóm hỉnh à. Ron đang đứng giữa lưng vào tường cùng với Dean và Seamus. Nó chẳng cười được tí nào cả, nhưng nó cũng chẳng thèm bên Harry. Manfoy chỉ cái phù hiệu ra cho Harmony. Muốn có một cái không Harmony? Tao có cả mớ, nhưng đừng đụng tay tao nha tao mới rửa tay xong nên không muốn một đứa máu bùng làm nó nhơ nhớp, hiểu không? Một phần cân giận âm ỉ suốt mấy ngày nay bây giờ phá tan cái đập trắng trong lồng ngực Harry, quả dở. Harry rút cây đũa phép của mình ra trước khi nó kịp suy nghĩ là nó đang làm gì. Mọi người chung quanh Harry và Malfoy vội nháo nhào chạy tản ra, lùi xuống hành lang. Harmony kêu lên đầy cảnh cáo, Harry! Malfoy cũng rút đũa phép của nó ra, lạnh lùng nói, vậy thì chơi luôn đi Potter, bây giờ thì chẳng có thầy mua đi ở đây để mà ngó chừng mày đâu cứ làm đi nếu mày có gan trong tích tắc hai đứa nhìn vào mắt nhau và rồi cả hai hành động chính xác cùng một lúc harry Thét, pheniculus chú thích có nghĩa là diệm sơn phúng quả hết chú thích manfoy gào din saugio chú thích có nghĩa là răng mọc dày ra những tia sáng bắn giọt ra từ các đầu đũa phép choảng nhau giữa thinh không và nảy bật ra theo góc nhọn phép của harry trúng vô mặt của goi còn phép của Malfoy thì trúng ngay hermione goi rống lên thảm thiết giơ tay bịt cái mũi đang mọc lên một cái nhọt xấu xí càng lúc càng phình lớn hermione thì bụm chặt cái miệng vừa khóc thúc thích vừa rên rỉ trong kinh hoàng ron vội vã lao tới để xem cô bé bị làm sao hermione Harry quay lại nhìn thấy Ron đang kéo tay Hermione ra khỏi mặt cô bé. Cảnh tượng thiệt là chẳng đẹp đẽ chút nào. Hai răng cửa của Hermione vốn đã lớn hơn răng thường rồi, bây giờ lại lớn thêm ra với một tốc độ kinh dị, khiến cô bé càng lúc càng giống một con hải ly với răng cỏ dài quá môi dưới, quặp xuống cầm. Cô bé nhận thức được điều đó và khóc trong nỗi hải hùng. Chuyện gì mà ồn ào như vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng một cách chết người vang lên, thầy Snap đến. Cha đám Slytherin súng lại giải thích phân trần với thầy của chúng. Thầy Snap điểm một ngón tay dài một vàng ịt vào mặt Malfoy bảo. Giải thích xem. Thưa thầy, Potter tấn công con. Harry la lớn, tụi con tấn công nhau cùng một lúc. Cha nó đánh phép trúng gọi thầy coi nè. Thầy Snap xem xét coi, cứ mặt nó bây giờ trông như hình minh họa cho một cuốn sách về nấm độc. Thầy Snap bình tĩnh nói. Gọi, cho hãy đi tới bệnh thất. Ron la lớn, Malfoy đánh phép trúng Harmony coi nè. Nó đẩy Harmony tới trước mặt thầy Snap để ông thấy răng cỏ của cô bé. Harmony lại đang cố hết sức giấu mặt mình trong hai bàn tay, nhưng cũng khó mà giấu được hai cái răng cửa đã dài tới cổ áo cô bé rồi. Pansy Parkinson và mấy đứa con gái khác của nhà Slytherin cúi gặp người, vì nén tiếng cười khúc khích, chỉ trỏ Harmony từ đằng sau lưng thầy Snap. Thầy Snap lạnh lùng nhìn Harmony rồi nói, Ta không thấy có gì khác cả. Harmony thốt lên một tiếng rên đau khổ, nước mắt ràn rụa. Cô bé quay gót bỏ chạy, chạy miết lên hành lang rồi mất dạng. Cả Harry lẫn Ron cùng thét vào mặt thầy Snap, có lẽ cùng một lúc. May mà tiếng thét của hai đứa nó vang vọng lại quá to trong hành lang bằng đá, nghe đinh tai nhức óc mà không rõ lời lẽ gì. Trong cái âm thanh hỗn độn đó, thầy khó mà nghe rõ những biệt danh tụi nó gọi thầy. Tuy nhiên, thầy Snap cũng hiểu được đại ý bằng giọng mềm mại như lụa, thầy Snap nói. Để xem, trừ nhà năm 50 điểm, cấm túc Harry và Ron. Bây giờ, vô lớp đi, nếu không thì sẽ có thêm một tuần lễ cấm túc nữa. Hai tay của Harry lùng bùng. Sự bất công này làm cho nó những muốn nguyền rủa thầy Snap tàn sát thành ngàn mảnh dụng lầy nhầy. Nó đi ngang qua mặt thầy Snap, bước cùng với Ron trở về căn hầm, quăng mạnh cặp táp của nó xuống mặt bàn. Ron cũng giận đến run cả người lên. Trong một lúc, Harry tưởng như mọi chuyện giữa nó và Ron đã trở lại bình thường như trước. Nhưng rồi Ron lại quay đi, ngồi xuống bên cạnh Dean và Simus, bỏ mặt Harry ngồi một mình. Ở đầu căn hầm, Manfoy xoay lưng về phía thầy Snap rồi ấn lên cái phù hiệu trên áo nó, cười ngạo mạn Mấy chữ Potter thúi quắc nhá lên một lần nữa trong khắp phòng. Khi bài học bắt đầu, Harry ngồi nhìn thầy Snap trừng trừng, tưởng tượng ra những chuyện khủng khiếp sẽ xảy đến cho ổng giá như mà nó biết cách thực hiện lời bùa tra tấn nó sẽ làm cho thầy snap dẹp lép như con nhìn nhện kia cà giật và quằn quại thầy snap nhìn quanh lớp học đôi mắt đen lạnh lùng của thầy nhấp nháy một cách khó ưa thầy hô thuốc giải độc tất cả các trò phải chuẩn bị công thức ngay bây giờ tôi muốn các trò bao chế thuốc giải độc một cách cẩn thận và rồi chúng ta sẽ chọn người nào đó để thực nghiệm ánh mắt thầy snap gặp ánh mắt harry và harry biết là điều gì sắp xảy ra thầy snap sẽ đầu độc nó cho mà coi harry tưởng tượng ra cảnh nó bưng cái vạt của nó chạy lên trước lớp và đổ xuống cái đầu bóng nhảy của thầy snap vừa lúc đó có tiếng gõ lên cánh cửa của căn hầm và cánh cửa phòng học mở bung ra người mở cửa chính là colin creevy nó bước vô phòng mặt mày rạng rỡ tươi cười với harry rồi đi tới bàn giáo viên ở trước lớp thầy snap hỏi cộc lóc chuyện gì? thưa thầy, xin thầy vui lòng cho con đưa anh Harry đi lên lầu. thầy Snap trừng mắt nhìn qua cái mũi khoằm của thầy, ngó Colin chầm chầm làm nụ cười của thằng nhỏ héo đi trên gương mặt háo hức của nó. thầy Snap lạnh lùng nói: trò Bokter còn phải học một tiết độc dược nữa, khi nào học xong thì trò đó mới có thể đi lên lầu. Colin đỏ hồng lên. thưa thầy, thưa thầy, ông Batman muốn gặp anh ấy, tất cả các quán quân đều phải đi con thấy hình như họ muốn chụp hình. Harry sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì nó có thể bụm kịp miệng Colin cho thằng nhỏ đừng nói ra mấy tiếng cuối cùng. Nó tình cờ liếc mắt nhìn Ron, nhưng Ron vẫn kiên quyết ngó lên cái trần nhà. Thầy Snap nói, Thôi được, thôi được, Potter, cho để đồ đạc tại chỗ, tôi muốn lát nữa trò trở lại đây để chúng ta thực nghiệm món thuốc giải độc. Colin lại kêu lên the thế, Thưa thầy, anh ấy phải đem theo hết đồ đạc của ảnh, tất cả các quán quân. Thầy Snap nói, được rồi, Potter, dọn dẹp đồ đạc của trò và đi cho khuất mắt tôi. Harry lẳng cái cặp của nó qua vai, đứng dậy, đi về phía cửa. Khi nó đi qua dãy bàn của bọn Slytherin, mấy chữ Potter thúi quắc lại nhá lên khắp mọi hướng chung quanh nó. Ngay khi Harry vừa đóng cánh cửa căn hầm sau lưng, Colin bắt đầu nói, Thiệt là kỳ diệu anh Harry ha, dù cho đương nhiên là vậy đi nữa phải không anh? Chuyện anh là quán quân đó, anh thấy ngạc nhiên không? Hai đứa cùng bước về phía cầu thang để lên tiền sảnh, Harry nói. Ừ, ngạc nhiên thiệt. Họ muốn chụp hình để làm gì hả Colin? Em đoán là để đăng nhật báo tiên tri. Giọng Harry chán ngắt. Hay à, đúng là cái mình cần, làm cho thiên hạ biết đến mình nhiều hơn nữa. Khi hai đứa đi tới đúng phòng, Colin nói, chúc anh may mắn. Harry gõ cửa và đi vào phòng. Căn phòng ấy là một lớp học tương đối nhỏ, hầu hết các bàn ghế đều đã được dọn về cuối phòng, chưa một khoảng không gian khá rộng ở giữa. Tuy nhiên, trước tấm bảng có ba cái bàn xếp nối tiếp nhau và được phủ một tấm vải nhung dài. Đằng sau cái bàn dài phủ vải nhung đó có đặt sẵn năm cái ghế, và ông Ludo Bachmann ngồi trên một năm trong cái ghế đó. Ông Bachmann đang nói chuyện với một bà phù thủy mà Harry chưa từng gặp trước đây bà phù thủy này mặc một cái áo đầm đỏ tươi ở góc phòng victor crum đang đứng mặt mày châu bầu như mọi khi và không nói chuyện với ai hết ceric và fleur thì đang chuyện trò trông fleur có vẻ vui tươi hơn rất nhiều so với lần trước harry gặp cô nàng cứ hất mái đầu ra sau để cho mái tóc dài óng ánh bạc ngờ lên trong ánh sáng một ông bụng phệ cầm một cái máy chụp hình bự chản màu đen ngòm đang liếc nhìn fleur qua khóe mắt cái máy chụp hình trong tay ông nhẹ nhẹ bốc khói. Ông Batman chợt nhìn thấy Harry, ông dội vàng đứng dậy và đi nhanh tới trước. À, đây rồi, quán quân thứ tư, vô đây Harry, vô đây. Chẳng có gì phải lo cả đâu, chỉ là lễ cân đũa phép mà thôi, các giám khảo khác cũng sẽ đến trong chốc lát nữa thôi. Harry lo lắng lặp lại, cân đũa phép hả? Ông Batman nói, chúng ta phải kiểm tra đũa phép của các quán quân có đầy đủ chức năng không, chẳng có vấn đề gì ghê gớm hết. Con biết đó, đủ phép là công cụ quan trọng nhất để các con thực hiện những bài thi sắp tới. Hiện giờ các chuyên gia đang ở trên lầu với cụ Dumbledore, và rồi sau đó sẽ chụp dài tấm hình. Ông Batman giơ tay về phía bà phụ thủy mặc áo đỏ nói thêm. Đây là cô Rita Skeeter. Cô đang viết một cuộc báo nhỏ về cuộc thi đấu cho tờ Nhật Báo Tiên Tri. Cô Rita nhìn Harry nói chữa lại. Không hẳn là nhỏ đâu ông Ludo à. Mái tóc của Rita được uống chải công phu và những lọn tóc quăng cứng đơ một cách lạ lùng. Thiệt là tương phản kỳ cục với bộ mặt bành bành xương hàm của cô ta. Cô đeo mắt kiến cỡ ngọc, nhưng ngón tay mút míp của cô quắp chặt cái ví sách tay bằng da cá sấu. Đầu những ngón tay đó là những cái móng dài ba phân sơn đỏ chót. Cô Rita vẫn nhìn Harry chầm chầm nhưng lại nói với ông Batman. Tôi không biết tôi có được phép nói đôi lời với Harry Potter khi chúng ta bắt đầu không ạ à? ông biết đó đây là quán quân nhỏ tuổi nhất thêm một chút màu sắc cho bài báo ý mà ông Batman kêu lên đương nhiên cứ làm nếu harry không phản đối harry ấp úng ơ ờ... cô rita skitter nói ngay dễ thương làm sao mấy ngón tay đầy móng nhọn đỏ chót của cô túm ngay lấy cánh tay harry bằng một cái nắm mạnh mẽ lạ lùng và cô kéo nó ra khỏi phòng mở một cánh cửa vào một căn phòng khác. Cô nói, Chúng ta đừng ở trong căn phòng ồn ào đó, để coi, à, được, chỗ này có bộ thân mật hay ho đây. Đó là một căn phòng để chổi. Harry trốn mắt ngó cô nhà báo, cô ta lại nói, vô đây cưng, được lắm, thiệt là dễ thương. Cô ta tự an tọa một cách bấp bênh trên một cái xô ấp ngược. Và ấn Harry ngồi xuống một cái thùng giấy, rồi cô đóng cửa phòng lại, khiến cho hai người chìm liễm trong bóng tối hù hù. Bây giờ để xem... Cô mở cái ví sách tay bằng da cá sấu của cô, lấy ra một nắm đèn cầy. Cô dùng cây đồ phép gãy một cái để thắp chúng lên, rồi thả chúng lơ lửng trong không trung một cách quyền bí, để cô và Harry có thể nhìn thấy cái mà họ làm. Em không ngại chứ Harry nếu chị dùng một chiếc lông ngỗng tốt ký, như vậy thì chị sẽ rảnh mà trò chuyện với em một cách bình thường. Harry hỏi lại, một cái gì ạ? À? Nụ cười của cô Rita Skeeter nở rộng. Harry đếm được ba cái răng vàng trong miệng cô. Cô lại giói tay lấy từ trong cái túi sách tay bằng da cá sấu ra một cây viết lông ngỗng màu xanh biếc và một cuộn giấy da. Cô trải cuộn giấy da trên cái dọn dẹp tạp nham diệm màu đa mục đích của bà Skower đặt giữa Harry và cô. Cô ngậm đầu cây viết lông ngỗng và mút một lát với vẻ hứng thú rõ rệt, rồi đặt nó đứng thẳng trên tờ giấy da. Cây viết lông ngỗng giữ thăng bằng trên đầu ngòi viết, hơi rung rung. Thử, tên tôi là Rita Skeeter, phóng viên Nhật Báo Tiên Tri. Harry ngó ngay xuống cây viết lông ngỗng. Ngay đúng lúc cô Rita vừa nói, cây viết xanh lập tức bắt đầu ghi chép, ngòi viết chạy băng băng qua trang giấy, Nàng Rita skitter tóc vàng ống mã hết sức quyến rũ, 43 tuổi, ngòi viết nghiêm khắc của cô đã châm chích không thương tiếc những tên tuổi bố láo. Thiệt là dễ thương. Cô Rita nói một lần nữa, nhưng cô xem miếng giấy da ra, do thành một cục và quăng nó vô trong cái túi sách của cô. Bây giờ cô chồm tới trước nói với Harry. Thế này, điều gì khiến cho em quyết định tham gia cuộc thi đấu tam pháp thuật hả Harry? Ờ, Harry lại ngập ngừng nó bị cây viết lông ngỗng tút ký làm sao lãng tâm trí rất nhiều mặc dù nó không nói gì nhưng cây viết cứ chạy xoèn xoẹt trên tờ giấy da và khi tỉnh táo lại harry có thể đọc thấy dòng chữ một cái thẹo xấu xí vết tích của tai nạn pháp thuật trong quá khứ ngoài điều đó ra là gương mặt duyên dáng của harry potter với đôi mắt Corita Skeeter dứt khoát bảo Đừng để ý cây viết Harry à Harry bất đắc dĩ ngước lên nhìn gương mặt Corita Cô, cô lặp lại câu hỏi Bây giờ nói đi, tại sao em quyết định tham gia cuộc thi đấu tam pháp thuật? Harry nói. Em không biết. Em không biết tại sao tên của em lại lọt vô cái cốc lửa. Em không hề bỏ tên mình vô đó. Kurita Skeeter nhướng một chân mày kể chỉ lên. Thế này, Harry à, không cần phải sợ gặp rắc rối đâu. Chúng tôi đều biết, đúng ra là em không nên tham gia thi đấu gì hết. Nhưng mà đừng lo lắng gì, chuyện đó, độc giả chúng ta sẽ thích một kẻ nổi loạn như em. Harry lặp lại nhưng mà em đâu có ghi danh tham dự. Em không biết ai là người. Cô Rita Skeeter hỏi tới, em cảm thấy thế nào về nhiệm vụ sắp tới? Hồi hộp, lo âu. ruột Harry cùng lên một cách khó chịu khi nó đáp. Em thiệt tình chưa nghĩ tới. Dạ, em chắc cũng có lo âu. Cô Rita nhanh nhậu hỏi tới nữa. Trong quá khứ, các quán quân thường bị chết đúng không? Vậy em có suy nghĩ về điều đó chưa? Harry nói, dạ, người ta nói năm nay cuộc thi sẽ an toàn hơn nhiều. Khi biết lông ngỗng vẫn chạy một cách tài tình ngang qua cuộn giấy da nằm giữa hai người, cứ chạy tới rồi chạy lui như trượt ba vậy. Kurita nhìn tận mặt Harry quan sát kỹ. Dĩ nhiên là trước đây em đã từng đối diện với cái chết rồi, phải không? Điều đó, em cho là ảnh hưởng đến em như thế nào? Harry lại ấp úng, ơ... Ờ... Em có nghĩ là chấn thương tâm lý trong quá khứ của em có thể giúp em tha thiết chứng minh bản thân mình không? Để xứng đáng biết tên tuổi của em, Em có nghĩ là em có thể bị thôi thúc ghi danh vào cuộc thi đấu tam pháp thuật là bởi vì Harry bắt đầu đổ quạo. Em không hề ghi danh. Cô Rita vẫn nói, bỏ qua phản ứng của Harry. Em có thể nhớ chút gì về ba má của em không? Harry nói, không. Em nghĩ xem ba má em sẽ nghĩ thế nào nếu họ biết là em tham gia cuộc thi đấu tam pháp thuật, tự hào, lo lắng, tức giận. Bây giờ thì Harry thực sự cảm thấy khó chịu quá. Làm thế nào mà nó có thể biết được ba má nó cảm thấy thế nào? nếu như họ còn sống. Nó có thể cảm thấy cô Rita Skeeter đang quan sát nó rất chăm chú. Nó câu mày, tránh cái nhìn của cô Rita, ngó xuống những dòng chữ mà cây biết lông ngỗng tự động ghi trên tấm giấy da. Nước mắt trào ra từ đôi mắt xanh thẳng thốt khi câu chuyện của chúng tôi đề cập đến cha mẹ của Harry Potter, những người mà cậu bé không nhớ gì cả. Harry nói to, em đâu có trào nước mắt. Nhưng trước khi cô Rita nói thêm điều gì, thì cánh cửa của gian phòng xếp để chổi được mở ra. Harry nhìn, mắt hấp hấy làm quen với ánh sáng rạng rỡ. Cụ Dumbledore đang đứng ở cửa, cú nhìn xuống cả hai người ngồi ép lép trong căn phòng xếp. Cô Rita kêu lên, niềm vui lộ rõ trên mặt. Cụ Dumbledore! Nhưng Harry chợt thấy cái viết tự động tốc ký của cô và cuộn giấy da bỗng nhiên biến mất trên cái hộp đồ dọn dẹp tạp nham màu nhiệm. Và mấy ngón tay đầy móng vuốt của cô dội dã dạ đóng ập cái miệng túi sách tay da cá sấu của cô lại. Cô đứng dậy. Chơ ra một bàn tay to bè như tay đàn ông để bắt tay của Dumbledore. Cụ khỏe không? Tôi hy vọng cụ đã đọc được bài báo của tôi hồi mùa hè về hội nghị liên bang phục thủy quốc tế chứ. Đôi mắt của Dumbledore nhấp nháy. Độc địa một cách thú vị. Tôi đặc biệt thích phần miêu tả của cô và tôi như một lão khùng bị phế thải. Cô Rita không tỏ vẻ bối rối chút xíu nào hết. Tôi chẳng qua muốn làm rõ cái ý là một số ý kiến của cụ đã hơi lỗi thời của Dumbledore à. Và rằng nhiều pháp sư ngoài đường. Cụ Dumbledore nghiêng mình chào kèm theo một nụ cười nhã nhặn và nói Tôi rất sung sướng được nghe những lý giải phía sau sự thô lỗ đó của Rita à. Nhưng tôi e là chúng ta sẽ phải để sau này hãy thảo luận vấn đề đó. Buổi lễ cân đổ phép sắp bắt đầu và nếu một trong bốn nhà quán quân bị giấu biệt trong phòng xếp để chổi thì buổi lễ sẽ không bắt đầu được. Harry hết sức vui mừng được thoát khỏi Corita Skitter. Nam dù giả quay trở lại căn phòng làm lễ cần đủ phép. Các quán quân khác lúc này đã ngồi trên ghế đặt gần cửa. Harry nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Cedric Diggory. Ngước nhìn lên cái bàn dài phủ khăn nhung, nơi đó bốn vị trong số năm vị giám khảo đã ngồi sẵn rồi. Đó là giáo sư Kakarov, bà Maxim, ông Crouch và ông Ludo Bachmann. Corita tự kiếm chỗ ngồi ở một góc phòng, Harry nhận thấy cô lại lôi cuộn giấy da ở trong túi sách của cô ra và trải nó lên trên đùi. Rồi cô múc đầu cây đũa biết lông ngỗng tóc ký tự động. Xong một lần nữa đặt nó đứng trên tấm giấy da. Cụ Dumbledore đứng vào vị trí của cụ ở bàn giám khảo và nói với các quán quân. Tôi xin giới thiệu ông Ollivander. Ông sẽ kiểm tra đũa phép của các thí sinh để bảo đảm rằng những cây đũa phép ấy ở trong tình trạng tốt đẹp trước khi cuộc thi bắt đầu. Harry nhìn quanh và nó giật thót người vì kinh ngạc khi thấy một pháp sư già có đôi mắt to màu xanh xám đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ. Harry đã từng gặp ông Ollivander trước đây, ông chính là người chế tạo đũa phép và Harry đã mua cây đũa phép của nó tại tiệm của ông cách đây 3 năm ở hẻm xéo. Ông Ollivander bước ra khoảng trống ở giữa phòng nói: "Cô Delacour, xin cô vui lòng cho xem đũa của cô trước." Fleur de la Cour lướt đến gần ông Ollivander và đưa ông cây đũa phép. Ông nói Ừm, um. Ông xoay cây đũa phép giữa những ngón tay như xoay một cây gậy và đầu đũa phát ra một số tia sáng màu hồng và một vàng kim. Rồi ông đưa nó đến gần mắt ông hơn kiểm tra nó rất ư cẩn thận. Ông nói nhỏ Phải chín phân rưỡi không bẻ cong được gỗ hồng và chứa Ái chà Fleur nói Một dạy tóc của một nàng tiên nữ Một trong những dạy tóc của bà nội cháu Vậy là Fleur có máu tiên nữ trong huyết thống Harry nghĩ thầm và ghi nhận được thông tin này Để việc kể cho Ron nghe Nhưng rồi nó lại nhớ ra rằng Ron đã nghĩ trời với nó Ông Ollivander nói Đúng, đúng rồi Tôi chưa bao giờ dùng tóc tiên nữ Dĩ nhiên Tôi nhận thấy nó làm cho đũa phép có tính khí thất thường hơn Tuy nhiên, tùy vào người sử dụng, nếu nó hợp với cô thì... Ông Ollivander vuốt ngón tay dọc theo cây đũa phép, hiển nhiên là để kiểm tra những vết trầy xước hay sần sùi. Rồi ông lẩm bẩm. Orchidius, chú thích, có nghĩa là trổ qua hết chú thích. Và một chùm qua nở ra ngay ở đầu đũa. Ông Ollivander hái chùm qua và đưa trả Fleur cây đũa phép cùng chùm qua. Rất tuyệt, rất tuyệt, nó hoạt động hoàn hảo, Cậu Diggory, xin mời cậu tiếp theo. Fleur lướt trở về chỗ ngồi, mỉm cười với Sirius khi đi ngang qua anh chàng này. Ông Ollivander cầm cây đũa phép Sirius đưa ông một cách nhiệt tình hơn. À, đây là cây đũa phép do chính tôi chế ra đúng không? Đúng rồi, tôi nhớ nó rõ lắm, chứa một sợi lông duy nhất của một con bạch kỳ mã được đặc biệt xinh đẹp, ác à, phải có đến 17 tay suýt nữa bị nó hút bằng sừng khi tôi tìm cách nhổ lông đuôi của nó 12 phân 1 phần 4 trò đàn hồi thoải mái nó ở trong tình trạng tốt đẹp cậu chăm sóc nó thường xuyên hả Sirius nguyễn miệng cười cháu mới đánh bóng nó tối hôm qua Harry ngó xuống cây đũa phép của nó nó có thể thấy dấu tay tùm lâm khắp cây đũa phép nó túm một giặt áo chùng ở đầu gối và bắt đầu lau chùi kỳ cọ đũa một cách lén lút. Đầu đũa phép xì ra mấy tia sáng màu vàng kim. Fleur Delacour ném cho Harry một cái nhìn trịch thượng. Nó bèn thôi, không thèm chui nữa. Từ đầu đũa phép của Sirius, ông Ollivander phóng ra một luồng khói bạc cuộn tròn ngang qua căn phòng để tuyên bố là ông rất hài lòng. Xong ông nói, Xin mời cậu Grum. Victor Grum đứng dậy, lừ đừ đi về phía ông Ollivander Giai U gồ lên, chân dịch bè bè, anh chìm mạnh cái đũa phép ra cho ông Ollivander rồi đứng yên cầu có, hai tay thọc túi áo chùng. Ông Ollivander nói Ừm, um, nếu tôi không lầm thì đây là tác phẩm của Rigor Ông ấy là một nhà chế tạo đũa phép tài qua, mặc dù phong cách của ông ta không khi nào. Nhưng dù sao đi nữa. Ông giơ cây đũa phép lên xem xét nó trong một phút. Trở tới lật lui cây đũa phép trước mắt, ông nói với Crum, Chà, gỗ cây trăng và sớ tim rồng đúng không? Crum gật đầu. Hơi dày hơn so với những cây đũa người ta thường thấy, rất cứng cỏi. Mười phân một phần tư. Avis. Chú thích có nghĩa là chim bay, hết chú thích. Cây đũa phép bằng gỗ trăng phát ra một tiếng nổ như súng nổ một mớ chim nhí chấp chới cánh bay ra từ độ đủ phép và bay xuyên qua cửa sổ vào luồng ánh nắng ống ả như nước tuôn. Ông Ollivander đưa trở lại Krum cây đũa phép nói Tốt, xin mời người cuối cùng, cậu Porter. Harry đứng lên, đi ngang qua crum để đến gần ông Ollivander. Nó đưa cây đũa phép cho ông, đôi mắt xanh xám của ông Ollivander thình lình sáng rực, ông kêu lên. À, đúng rồi, đúng, đúng, đúng mà. Tôi nhớ rõ lắm mà. Harry cũng nhớ rất rõ. Nó có thể nhớ rõ như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Cách đây bốn mùa hè, vào sinh nhật thứ 11 của nó, lão Harry đã dẫn nó vô tiệm của ông Ollivander mua một cây đũa phép. Ông Ollivander đã đo lường giám định Harry xong rồi mới bắt đầu đưa cho nó cầm thử nhiều cái đũa phép. Harry đã cầm và thử dãy hầu như mọi cây đũa phép trong tiệm của ông Ollivander. Và cho đến mãi cuối cùng, nó mới thấy có mỗi cây đũa phép này là thích hợp với nó. Cây đũa phép này được làm từ cây Oro, dài 11 phân, chứa một chiếc lông phượng hoàng duy nhất. Ông Ollivander đã hết sức ngạc nhiên khi thấy Harry tỏ ra rất xứng hợp với cây đũa phép này. Ông cứ nói, thật kỳ lạ, kỳ lạ hết sức. Mãi đến khi Harry hỏi cái gì kỳ lạ, ông mới giải thích rằng chiếc lông phượng hoàng trong cây đũa phép của Harry là nhổ từ một con chim đã cho chiếc lông làm nên cây đũa phép của chúa tể hắc ám Voldemort. Harry chưa bao giờ chia sẻ dài thông tin này về cây đũa phép của nó. Nó rất khoái cây đũa phép này và theo như hiểu biết của nó thì chuyện bà con giữa cây đũa phép của nó với cây đũa phép của Voldemort chẳng qua là chuyện chẳng đặng đừng. Đại loại như nó đâu có thể đừng là bà con với gì Petunia vậy. Tuy nhiên, nó thực tình hiếm vọng rằng ông Ollivander sẽ không tiết lộ cho mọi người trong căn phòng này biết điều đó. Nếu mà ông nói ra, Harry có một cảm giác buồn cười là cái biết lông ngỗng tốc ký tự động của cô Rita Skeeter sẽ làm nổ bùng cái tình giật gần đó. Ông Ollivander mất nhiều thời giờ xem xét tỉ mỉ cây đủ phép của Harry hơn tất cả những cây trước đó, Tuy nhiên cuối cùng ông cũng làm cho một giò rượu phun ra từ đầu đũa phép của Harry rồi đưa trả nó, tuyên bố là cây đũa phép ấy ở trong tình trạng hoàn hảo. Cụ Dumbledore đứng ở bên bàn giám khảo nói Cảm ơn tất cả quý vị, bây giờ các trò có thể quay về lớp học hay có lẽ sẽ nhanh hơn nếu đi thẳng xuống phòng ăn luôn bởi vì các lớp học cũng gần kết thúc. Harry cảm thấy là cuối cùng ngày hôm nay cũng có cái gì đó là kết thúc tốt đẹp. Nó đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng người đàn ông cầm cái máy chụp hình màu đen đã nhảy dựng lên tặng hắn ông bạc man bèn hào hứng kêu lên còn chụp hình thứ cụ Dumbledore còn chụp hình nữa chụp tất cả ban giám khảo và các quán quân nhé cô rita thấy sao đôi mắt cô rita skeeter vẫn bám vô harry cô nói ơ à phải chúng ta hãy làm như vậy trước đi và sau đó có lẽ chụp vài ảnh cá nhân chuyện chụp hình mất nhiều thì giờ Bà Maxim ăn bóng mọi người khác bất kể bà đứng chỗ nào và ông thợ chụp hình không thể đứng đủ xa để đưa cả thân hình của bà vô khung hình cho trọn vẹn. Cuối cùng bà Maxim phải ngồi trong khi mọi người đứng xung quanh bà. Ông Kakarov thì cứ xoắn chòm râu dê của ông quanh ngón tay để cho nó thêm xoắn tích. Còn Crum, người mà Harry nghĩ là ắt đã quen nhàm với loại công việc này thì lại lẫn lúc nửa như trốn tránh đứng tuốt đằng sau cả nhóm. Ông thợ chụp tỏ ra rất sốt sắng đưa Fleur lên hàng đầu, nhưng cô Rita thì cứ bột chột lôi kéo Harry tới trước, cố đẩy nó vô vị trí nổi bật. Sau đó cô khăng khăng chụp riêng ảnh của tất cả các quán quân. Cuối cùng mọi người đều được tha ra. Harry đi xuống đại sảnh đường ăn tối. Harmony không có mặt trong phòng ăn. Harry đoán là cô bé hãy còn nằm trong bệnh thất để chỉnh hàm răng lại. Nó ngồi ăn một mình ở cuối bàn rồi quay về tháp Gryffindor, lo nghĩ đến những bài tập làm thêm và bài bùa triệu tập mà nó phải làm. Khi lên phòng ngủ, nó gặp Ron. Lúc Harry bước vào phòng, Ron nói bằng một giọng sương sượng. Bồ có cú. Ron chỉ tay về phía cái gối của Harry. Con cú của trường đang đứng đợi nó. Harry mừng rỡ kêu. Ôi, hay quá. Ron nói thêm. Và tối mai chúng ta sẽ bị phạt cấm túc trong căn hầm của thầy Snap sau đó ron đi thẳng ra khỏi phòng không thèm nhìn harry lấy một cái trong một thoáng harry muốn chạy theo ron nó không chắc là nó muốn nói chuyện với ron hay muốn đấm cho ron một cái cả hai điều đó đều thôi thúc nó như nhau nhưng bức thư hồi âm của chú sirius có sức mê hoặc quá mạnh harry sải bước dài băng qua căn phòng đến bên con cú của trường lấy lá thư dưới chân nó mở ra đọc harry con chú không thể nói hết mọi chuyện mà chú muốn nói với con trong một lá thư vì rất nguy hiểm trong trường hợp con cú bị chặn đường. Chúng ta cần phải nói chuyện trực tiếp với nhau. Con có thể bảo đảm là con sẽ chỉ có một mình bên lò sưởi của tháp Grinfindor vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 11 không? Chú biết rõ hơn ai hết là con có thể tự lo liệu lấy thân con. Và một khi mà cụ Dumbledore và thầy Moody còn ở bên con thì chú tin là không ai có thể xâm hại con được. Tuy nhiên, có kẻ nào đó đang cố liều mạng thử một phen. Ghi danh công vào cuộc thi đấu là chuyện rất liều mạng, đặc biệt là làm chuyện đó ngay trước mũi của cụ Dumbledore. Luôn cảnh giác nha Harry, chú vẫn còn muốn nghe về mọi chuyện bất thường. Hãy cho chú biết về vụ 22 tháng 11, càng sớm càng tốt. Chú Sirius